Em Toàn xin kính chào quý anh chị đang xem kênh Toyota Daily. Ở những clip trước, chúng tụi em đã có rất là nhiều video nói về dòng Toyota Vios 2022 rồi. Thì trong clip ngày hôm nay, em sẽ cập nhật lại giá và chương trình khuyến mãi tại thời điểm tháng 4 2022 này dành cho những quý anh chị sắp mua xe tại thời điểm tháng 4. Dòng Toyota Vios nói chung và cũng như là Toyota Vios 1.5G 2022 nói riêng hiện tại đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi từ đại lý và cũng như là vẫn còn được áp dụng giảm 50% thuế trước bạ từ nhà nước. Thì trước khi đến với phần báo giá lăn bánh chi tiết cũng như là gói khuyến mãi của quý anh chị khi mà mua xe tại thời điểm tháng 4 2022 này, thì xin mời quý anh chị cùng em dành ra ít phút để mình cùng điểm qua những nét nổi bật trên chiếc Toyota Vios 1.5G 2022 này nhé. Vios 2022 sở hữu diện mạo tươi mới, trẻ trung và hiện đại so với trước đây. Đầu xe Toyota Vios 1.5G mang lại cảm giác mới mẻ với kiểu lưới tản nhiệt hình thang, vuốt rộng sang hai bên, tăng vẻ bề thế. Nắp capo được tạo điểm nhấn bởi hai đường gân nổi mang đến cảm giác cứng cáp hơn. Phiên bản G được trang bị đèn pha LED cho cả đèn chiếu gần và đèn chiếu xa. Đồng thời, cũng chỉ còn duy nhất trên phiên bản này được tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. Ngoài ra, đèn pha phiên bản G còn tích hợp tính năng tự động bật tắt, nhắc nhở đèn sáng và chế độ đèn chờ dẫn đường. Thân xe Toyota Vios 1.5G không thay đổi quá nhiều về thiết kế, dọc từ trước ra sau vẫn là hai đường gân dập nổi kéo dài từ hốc bánh trước tới phần hốc bánh sau. Chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2550mm, tạo cho xe một bán kính vòng quay chỉ 5.1m, khá linh hoạt trong cùng phân khúc nếu so cùng kích thước. Cửa sổ trên xe cũng không có nhiều sự thay đổi, viền cửa vẫn được sơn đen tất cả các phiên bản, cùng với trụ B sơn đen tăng thêm sự liền lạc cho thân xe. Cửa sổ vẫn trang bị tự động lên xuống và chống kẹt bên người lái. Gương chiếu hậu bên ngoài tiếp tục sơn cùng màu thân xe, tích hợp chỉnh điện, cặp điện, tích hợp báo rẽ trên tất cả các phiên bản. Điểm nhấn trang trí cho thân xe Toyota Vios không có quá nhiều, khác biệt giữa các phiên bản chính là tay nắm cửa. Trong khi phiên bản G được mạ chrome sang trọng, tay nắm cửa của phiên bản này cũng tích hợp nút bấm mở khóa cửa thông minh đi kèm với chìa khóa thông minh. Xe được trang bị la răng hợp kim 15 inch cho tất cả các phiên bản. Thiết kế la răng được thay đổi theo kiểu cánh quạt và sơn hai tông màu khá thể thao. Đuôi xe là chi tiết ít nâng cấp so với phần còn lại. Cụm đèn hậu vẫn duy trì kích thước lớn và thiết kế kéo dài từ trong ra rìa ngoài đuôi xe. Điểm nâng cấp đắt giá nhất là cụm đèn hậu LED trang bị trên tất cả các phiên bản, bên cạnh cụm đèn phanh thứ ba trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản G được trang bị đèn phanh thứ ba dạng LED hiện đại hơn. Xe được trang bị anten dạng vây cá giúp diện mạo bên ngoài tăng phần hiện đại. Bước vào khoang lái Toyota Vios 1.5G, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra thấy ngay mẫu xe gần như không có sự thay đổi về lối bố trí, chất liệu. Xe tiếp tục duy trì lợi thế về sự rộng rãi và độ tiện dụng như trước đây. Toyota Vios 2022 là bản nâng cấp giữa chu kỳ sản phẩm. Chính vì vậy, cấu trúc bản táp lô không có quá nhiều sự thay đổi. Bản táp lô vẫn là kiểu thiết kế đối xứng với chất liệu nội thất phổ thông như nhựa mềm, giả da, đi kèm với các chi tiết sơn bạc tạo điểm nhấn. Thiết kế vô lăng vẫn tạo hình thể thao, ba chấu và chỉnh tay hai hướng trên tất cả các phiên bản. Vô lăng sử dụng chất liệu bọc da cao cấp. Trên vô lăng các phiên bản sử dụng hộp số vô cấp sẽ được tích hợp điều khiển âm thanh. Riêng phiên bản G có thêm đàm thoại rảnh tay và điều khiển màn hình đa thông tin. Trong khi phía sau vô lăng có thêm trần điều khiển hành trình Cruise Control. Phiên bản G cũng dùng đồng hồ Optitron nhưng có màn hình đa thông tin lớn hơn, tích hợp cả đồng hồ báo xăng và hiển thị hình ảnh theo dạng 3D trực quan hơn. Góc chữ A trên Toyota Vios 1.5G tiếp tục kế thừa người đàn anh và có thiết kế mảnh, hạn chế tối đa điểm mù cho người lái khi đi qua các ngã tư hoặc giao lộ có phương tiện di chuyển cắt ngang đầu xe. Chính giữa hàng ghế trước của Toyota Vios 1.5G vẫn có cụm cần số thiết kế gọn gàng, mang lại không gian rộng rãi cho người lái và hành khách phía trước. Trong khi đó, vị trí đập cần số cũng vừa tầm với người lái. Thiết kế cửa gió điều hòa trên Toyota Vios cũng được giữ nguyên với kiểu lá xếp ngang và điều khiển bằng cần gạt bốn hướng. Cửa gió ở trung tâm được thiết kế vuông vức cho hiệu quả thổi gió mạnh về phía sau tốt hơn, giúp không khí lạnh dễ dàng chuyển đến các hành khách phía sau. Trong khi đó, cửa gió hai bên có tạo hình đôi cánh khá đẹp. Phiên bản G được trang bị điều hòa tự động với giao diện nút bấm cùng màn hình hiển thị hiện đại. Về trang bị tiện nghi giải trí, Toyota Vios G được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ đầy đủ các tính năng kết nối như điện thoại thông minh, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa. Phiên bản G được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Ghế ngồi trên phiên bản G dùng ghế da màu be, ghế lái trang bị chỉnh tay 6 hướng, trong khi ghế hành khách trang bị chỉnh tay 4 hướng. Không gian ngồi ở hàng ghế trước tương đối rộng rãi. Hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60-40 để mở rộng khoang hành lý.
Ngoài ra, hàng ghế thứ hai của Toyota Vios 1.5G cũng trang bị đầy đủ 3 tựa đầu khá rộng và êm, có thể điều chỉnh độ cao cùng với tựa tay trung tâm tích hợp giá để cốc tiện dụng. Cốp có thể để được 3 vali cỡ lớn hoặc 5-6 vali cỡ nhỏ nếu xếp thành 2 tầng, đủ dung tích cho cả 5 người trong những chuyến du lịch dài ngày. Vừa rồi là những điểm nổi bật trên chiếc Toyota Vios 1.5G 2022. Và bây giờ không để quý anh chị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần báo giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mãi của chiếc xe này tại thời điểm tháng 4 2022. Như mà quý anh chị cũng đã biết, đó là Toyota Vios 2022 được phân phối tại Việt Nam là 4 phiên bản. Thứ nhất đó là phiên bản 1.5e MT đang có giá lăn bánh niêm yết là 478 triệu đồng. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có 3 phiên bản số tự động khác, đó là 1.5e CVT có giá niêm yết là 531 triệu đồng. 1.5G kế bên em đây đang có giá niêm yết là 581 triệu đồng. Một phiên bản đặc biệt khác đó là phiên bản thể thao GRS đang có giá niêm yết là 630 triệu đồng. Quý anh chị sẽ có 6 màu lựa chọn về ngoại thất, đó là màu trắng thường, màu trắng ngọc trai, đen, màu bạc và màu vàng cát. Để cho chiếc xe lăn bánh thì quý anh chị cần có các khoản chi phí bắt buộc như sau. Em ví dụ trên chiếc Toyota Vios 1.5G CVT này đang có giá niêm yết là 581 triệu đồng thì thuế hiện tại là 5% thì sẽ tương đương là 29.050.000 đồng. Chúng ta sẽ có phí biển số, nếu mà quý anh chị ở Hồ Chí Minh thì phí biển số của mình là 20 triệu đồng, nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện thì phí biển số của mình sẽ là 1 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các khoản chi phí khác như là phí đường bộ nè, phí đăng kiểm và phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, thì các khoản chi phí đó đâu đó tầm khoảng là 2-3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết các khoản phí mà em kể trên thì giá lăn bánh của anh chị tại Hồ Chí Minh thì tầm khoảng là 622 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh thì tầm khoảng là 603 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị có nhu cầu mua xe trả góp thì mình chỉ cần chuẩn bị trước tầm khoảng là 150 triệu đồng mà thôi. Hiện tại đang có lãi suất là 0.62% cho một tháng và cố định suốt thời gian vay cho quý anh chị. Thời gian vay tối đa của mình sẽ lên đến là 7 năm. Chỉ cần chuẩn bị số tiền là 150 triệu đồng là quý anh chị có thể rước ngay chiếc xe này về với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Quý anh chị lưu ý nha, cái giá lăn bánh trên mà em vừa báo thì chưa bao gồm gói khuyến mãi từ đại lý cũng như là gói quà tặng từ Toyota Daily mà khi mà quý anh chị mua xe. Vì vậy, nếu mà quý anh chị muốn biết giá lăn bánh chi tiết tại nơi mà mình ở cũng như là gói khuyến mãi nè, gói quà tặng sẽ gồm những gì thì vui lòng liên hệ cho chúng em qua số hotline phía bên dưới 0933443539. Toyota Daily luôn có một mức giá lăn bánh cực kỳ ưu đãi và cũng như là gói quà tặng khủng khi mà quý anh chị liên hệ trực tiếp. Hiện tại thì Toyota Vios 2022 nói chung và Toyota Vios 1.5G nói riêng đang có giá lăn bánh rất là hấp dẫn tại thời điểm tháng 4 2022 này. Vì vậy quý anh chị đừng ngần ngại mà liên hệ cho chúng em qua số hotline để nhận được một mức giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất, cập nhật chương trình khuyến mãi cũng như giá lăn bánh của Toyota từ Toyota Daily. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.